Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Châu Thị Trang. Hôm nay Trang sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu tiếp bài số 13 trong quyển sách Jaemin Eun Hanguk Eo. Jaemin Eun Hanguk Eo, Vui học tiếng Hàn với Châu Thị Trang. Thì bố cục bài học này là chúng ta sẽ học về từ vựng nè, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài là gì. Rồi, bây giờ các bạn cùng với mình đi vào bài học nhé. Tựa đề là 가장 악취를 풍기는 동물은 động vật mà tỏa mùi hôi nhất là động vật gì? Thì các bạn thấy cái tiêu đề là mình thấy악취,악취 đây là cái mùi hôi. Phungita là mình tỏa ra. Là cái gì đó tỏa ra. Thung mùi là động vật. Động vật tỏa ra mùi hôi nhất là con gì? Bây giờ trước tiên mình sẽ đọc qua một lần để cho các bạn nghe các phát âm nhé. 악취를 풍기는 동물들이 있습니다. 먹기의 냄새일 수도, 활 냄새일 수도 있고, 싸울 때 무기가 되는 냄새이기도 합니다. 코끼리의 소변에서부터 스컹크의 유독가스에 이르기까지 가장 고약한 냄새를 풍기는 야생동물 1위에 1위에서 3위까지 만나보도록 하겠습니다. 3위 3위 수컷 코끼리, 2위 독수리, 1위 스컹크. Bây giờ các bạn cùng với mình đi tìm hiểu từ vựng nha. Từ vựng xuất hiện trong bài là từ nào? Từ đầu tiên đó là cô giặc hanh nem xe. Cô giặc hanh nem xe đây là mùi hôi. Cô giặc hanh nem xe là mùi hôi. Rồi, tiếp theo, nem xe là mùi ha, cô giặc hạ tàn hôi thì hai cái này nó cô giặc hạ tàn nó sẽ bổ nghĩa cho nem xe. Đây là tính từ làm định ngữ. Moki. Mô tả là ăn, còn moki đây là đồ ăn hoặc là món ăn, thức ăn hoặc là mồi. 악취를 풍기다. 악취를 풍기다 có nghĩa là bốc mùi hôi thối, bốc mùi hôi thối. Mugi. Mugi ở đây là vũ khí. Vũ khí. Khokiriye sobion. Đây là nước tiểu của con voi. Khokiriye sobion. Esabuto là từ từ đâu đó. Buto kachi là từ đâu đó đến đâu đó. Sukhonku là con trồn hôi. Con trồn hôi sukhonku. Yutokasu là hơi độc, khí độc. Yasen tungmul. Yasen tungmul ở đây là động vật hoang dã. Yasen tungmul. Ngữ pháp riêu suy tả có nghĩa là có thể, không thể, ư hoặc là riêu nha. Rồi tiếp theo đó là toro kata. Thì đây là có cấu trúc ngữ pháp, nó có hai nghĩa. Thì nghĩa gì tí nữa mình sẽ đi vào chi tiết. Thì mình nói sơ là toro kata. Nó có nghĩa là gắn sao động từ và nhằm làm cho cách nói yêu cầu nhẹ nhàng mềm mại hơn khi yêu cầu ai đó làm gì đó. Nó nhẹ nhàng, cái cách nói này nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với cái câu mệnh lệnh UCO. Ví dụ như là dạ cứ một thư CEO thì mình nói là, hoặc là mình nói là cha CEO thì mình nói là cha toro kha, thì đó là mình cảm thấy là cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Bây giờ mình đi tìm hiểu phần ngữ pháp nhé. Bây giờ mình học phần ngữ pháp xong rồi tí nữa mình sẽ quay về bài khóa. Động từ cộng với turokhata, các bạn để ý phía sau turokhata kết hợp với keta thì nó có nghĩa là quyết tâm làm một việc gì đó. Quyết tâm. 열심히 공부, 네, 열심히 공부하도록 하겠습니다. Thì cái câu này có nghĩa là vâng, tôi sẽ chăm chỉ học tập. 공부하도록 하겠습니다. 열심히. 열심히 공부하도록 하겠습니다. Tôi sẽ chăm chỉ học tập. Đây là chỉ sự quyết tâm.
Trường hợp thứ hai là câu khẳng định kết hợp với turok hata. Câu khẳng định thì khi mà kết hợp với turok hata thì nãy như mình đã nói thì nó sẽ gắn sau động từ nhằm làm cho cái câu đó nó có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Rồi, nếu mà câu phủ định thì các bạn xem là chi anh turok hata, động từ cộng với chi anh turok hata có nghĩa là đừng để như thế nào đó. Ví dụ, 건강에 안 좋으니까 담배를 끊도록 하세요. 끊으세요. 끊으세요. So với cái đuôi 끊으세요 thì cái từ 끊도록 하세요 nó cảm giác nó nhẹ nhàng, mình nói nghe nó dịu dàng hơn một tí. Con càng nghĩ ảnh chùa vì không tốt cho sức khỏe, vì không tốt cho sức khỏe nên anh hãy bỏ thuốc lá đi. 그럼 내일 10시에 회의하도록 합시다. 그럼 내일 10시에 vậy thì hoặc là thế thì ngày mai 10 giờ chúng ta hãy họp mặt nhé, hoặc họp họp nhé, chúng ta hãy họp nhé. 내일부터 학교에 지각하지 말도록 하세요. Từ ngày mai thì cậu đừng có đến trường trễ nha. Hakkyo e chigak hachi maituro hase, trường để đến trường trễ nha. Rồi, tiếp theo cái ngữ pháp rilte. Rilte động từ tính từ cộng với ril hoặc ulte là lúc khi. Ok. Khi nào đó, lúc nào đó. Cứ gọi ni ka 떠날 때 같이 갑시다. Thì cái từ 떠나다 là động từ thì chúng ta sẽ chia là 떠날 때. 그 언니가 떠날 때 같이 갑시다. Vậy là mình cùng đi khi mà chị ấy đi. Mình sẽ cùng đi, mình cùng đi khi nào chị ấy rời khỏi, chị ấy đã đi. 날씨가 좋을 때 여행을 가겠습니다. 좋다. 좋을 때. Tốt. Khi mà chỗ nói sẽ có chỗ để khi mà thời tiết tốt hoặc là khi mà trời đẹp giờ hè ngứa cả cái sinh nhật tôi sẽ đi du lịch sẽ ra Hàn Quốc cái castle để lúc mà tôi sang Hàn Quốc thì cái việc sang Hàn Quốc là đã nó diễn ra rồi sẽ ra Hàn Quốc castle để nói sẽ có chỗ chua sale. Hiện tại là bạn đó không còn ở Hàn Quốc nữa. Lúc mà tôi sang Hàn Quốc, Hàn Quốc cái castle để lúc mà tôi sang Hàn Quốc thì thời tiết rất là lạnh. Kata kata kasul te. Chega Hàn Quốc học kyoe kasul te. Kim san sinh nhìn mến ảnh kia sắp xẻo. Cái lúc mà tôi đến trường thì thầy Kim không có mặt. Nega trung học sinh yasul te. Trung học sinh là danh từ cho nên là mình kết hợp với y tá là này ha. Học sinh y tá học sinh yasul te. Lúc mà tôi là học sinh trung học cơ sở thì cư cổ xế cá sẹo tôi đã đi đến nơi đó. Bây giờ chúng ta qua cấu trúc ngữ pháp thứ tư, động từ tính từ cộng với khi tố ha tạ, động từ tính từ cộng với khi tố ha tạ. Có khi thế này và cũng có khi là thế kia, nó bằng với cấu trúc ngữ pháp niên nên ca hamion. Soju를 좋아하기도 하고 싫어하기도 해요. Thì cái câu này thì có hai động từ jo hata với lại shira hata, thích với lại ghét. So chu re jo ha ki to ha, thì các bạn thấy mình bỏ đôi ta và mình thêm ki to hata vào nè. Có khi thì thích rượu soju và cũng có khi là không thích rượu soju lắm. Cho ki to ha ko na pu ki to heo, thì hai cái động hai tính từ là chột thảo với lại nạp bụt tà chột kỳ tố hà cô, có lúc thì tốt thì và cũng có lúc là xấu hoặc là không tốt. Mẹp kỳ tố hà cô tại kỳ tố hẹo, có lúc thì cay hoặc là có khi cay và cũng có khi là ngọt. Ở rớp kỳ tố hà cô chế mít kỳ tố hẹo, ở rớp tà là khó, chế mít tà là thú vị, có lúc thì khó và cũng có lúc là thú vị. Cứ rớp khi tố hào cố cơ chi ảnh khi tố hiểu, có lúc là như thế hoặc là có khi như thế và cũng có khi là không phải như thế. Đó là cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu từng động văn nhé. 악취를 풍기는 동물들이 있습니다. Thì chủ ngữ các bạn thấy nằm ở đâu ạ? 악취를 풍기는 동물들이, thì những loài có những loài động vật, thì chủ ngữ nó nằm ngay chỗ này tại vì nó có xuất hiện trợ từ ika.
Có những loài động vật thì như thế nào? Bốc mùi hôi thối. 악취를 풍기다 là bốc mùi hôi thối. 먹이의 냄새일 수도 있고, thì chỗ này nó mình viết tắt rồi nè. Viết tắt있고. 먹이의 냄새일 수도 있고, có thể là mùi hôi của miếng mồi. 발 냄새일 수도 있고, và cũng có thể là mùi hôi của chân, mùi hôi chân. 발 냄새 là mùi hôi chân. 싸울 때 무기가 되는 냄새이기도 합니다. 싸울 때. 싸울 때 무기가 되는 냄새이기도 합니다. Khi mà nó cắn nhau thì cũng có khi mùi hôi nó trở thành vũ khí. 코끼리의 소변에서부터 스컹크의 유독가스에 이르기까지 가장 고약한 냄새를 풍기는 야생동물이리에서 3위까지 만나보도록 하겠습니다. Thì các bạn thấy Kokiri Sobion, Sobion là nước tiểu đúng không ạ? Sobion, từ cái nước tiểu của con voi đến Yutokasu là khí độc, Yutokasu khí độc của con chồn hôi. Từ chúng ta manabotoro hakesumita, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp gỡ động vật hoang dã, gia sang tùng mùi từ hạng nhất đến hạng ba. Những loài động vật hoang dã này nó bốc ra mùi hôi nhất cả trang của giác hành. Rồi. Sam quỷ là hạng 3 là con voi đực. Sukot Kokiri là con voi đực. Iwi thuộc Suri là con đại bàng. Iri hạng nhất là con Sukonku là con chồn hôi. Sukonku thuộc Suri. Sukot Kokiri. Thì đó là bài học số 13. Vậy thì mình xin phép tạm dừng bài học tại đây. Hy vọng là bài học của mình sẽ giúp cho các bạn dễ học hơn với quyển sách Vui học tiếng Hàn. Anh Nhơi khi xe.